Các bạn ơi, mình có một cái xô với cả cái chậu ở đây. Hôm nay mình sẽ ra đồng này mình thu hoạch cua. Bẫy cua hôm qua mình đặt ở đây nhá. Tối qua mình vừa đặt bẫy cua ở đây. Bây giờ mình ra mình xem ra được con cua nào không. Nào, đi cùng mình xem nào. Ô, ở đây có một quả dừa này các bạn này. Quả dừa của ai đây? Để mình lấy xem nào. Ui, quả dừa này, quả dừa này bị uống hết rồi. Đây là nước. Ui, toàn nước bẩn thôi các bạn ạ. Đấy, toàn nước bẩn. Ô, các bạn ơi. Ui, các bạn nhìn thấy gì không? Ui, trong quả dừa này. Đây, trong quả dừa này mình vừa đổ ra này. Có hai con cá. Ui, một con cá, hai con cá màu vàng này, đẹp chưa? Ui dồi ôi. Đâu, một con cá màu vàng, một con cá màu cam mà bạn. Ừ, thì hai con cá màu vàng mà một con màu vàng da cam. Đây, để mình lấy nước. Thôi mình thả nó vào nhá. Đây, mình, ôi, nó nhảy, nhanh quá. Đây, mình lấy nước, mình thả nó vào này. Đây này, chứ gì đã bắt được hai con cá đẹp chưa? Đấy, để mình đi xem nào. Đây, để mình tìm bẫy cua của mình đâu rồi. Ồ, mình nhìn thấy cái kẹo mút này các bạn này. Đây này, một cái kẹo mút ai vứt ở đây này. Ui, sợ kẹo mút lại vứt ở đồng như này. Không biết có ăn được nữa không nhở. Mình cho vào đây nhá, đây, bẫy cua của mình này các bạn này. Này, các bạn thấy chưa? Đây, bẫy cua của mình đây. Đấy, để mình lấy lên xem trong này có con gì không nào. Ui dồi ôi, nặng lắm các bạn ơi. Ui, trong này nặng lắm. Không biết là có con cua hay con gì ở đây không. Ui, toàn nước thôi. Ô, có cái gì nhảy nhảy bên trong hay sao các bạn ơi. Đây, để mình rút ra nhá. Ừ. Đây, 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 đây. Để mình rút ra xem. Ui dồi ôi, mình thấy cua rồi các bạn ơi. Đây, một con cua. Ui dồi ôi, một con cua này. Ui dồi, to chưa, để mình đổ ra nhá. Ui, ui. Ui, mình thấy con nữa này. Mình thấy con nữa này. Ui, ui, nhiều chưa. Wow. Ui, có cả ốc này. Ui, ui, hai con cua còn đang cắp nhau rồi các bạn ơi, càng to chưa. Ui, còn không, còn không. Nào, dốc con thằng. Ui, ui, còn con nữa các bạn ơi. Ui, lại còn một con cua càng với con ốc to chưa. Ui, ui, to chưa. Các bạn ơi, đây, 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 đây. Hai con càng cắp nhau này. Ui, ui, hình như hết rồi các bạn ơi. Rồi, cái bẫy đầu tiên mình được nhiều cua chưa các bạn ơi. Nào, mình đi tiếp xem nào. Ui, dồi ôi, nhiều cua thế. Ồ, đây, 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 bạn ơi. Mình thấy cái gì đây? Đây này. À, hóa ra là một con cá mập và một con cá heo các bạn ơi. Một con cá mập, một con cá heo đang ở ruộng nhà mình này. Đấy, nó kêu cái. Ui dồi ôi, một con cá heo màu đen này, một con cá mập màu xanh này. Ui dồi ôi, răng rắc chưa? Wow, wow, con cá heo thì không có răng này các bạn ơi. Hay chưa? Rồi, mình thả vào đây nhá. Mình đi tìm tiếp nào. Ồ, đây có ốc này. Nhiều ốc chưa? Đây, 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 cái bẫy của mình đây. Cái bẫy cua của mình đây. Để mình lấy lên cho các bạn xem trong bẫy này có không nhá. Nào, nhìn này, các bạn thấy chưa? Đấy, để mình lấy lên xem nào. Ui dồi ôi, bẫy này cũng nặng lắm các bạn ạ. Ui, đây, để mình dốc hết nước ra đã. Nhiều nước quá, không biết có không. Rồi, để mình mang lên đây xem nào. Ui dồi ôi, đây là mình lấy đầu này. Đầu này chứ, đúng rồi, đầu này. Nào. Ui dồi, chặt quá. Ui, mình nhìn thấy cái gì, con gì. Đâu? Đây, 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 đây. Các bạn thấy không, như con rắn ấy. Ui, trông giống con rắn chưa? Cậu đổ ra đi. Ui, để mình đổ ra nhá. Ui, trông giống con rắn. Ui, 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 con gì đấy, con gì đấy các bạn. Ui, à, con này con lươn các bạn ơi. Ui, một con lươn này. Ui, ui, con to thế. Ui, hai con lươn. Ui, con ui, ui, trông con, giống con rắn chưa? Ui, ui, còn con gì nữa không? À, ui, một con cá rô các bạn ơi. Ui, ui, một con cá rô này. Ui, dồi ôi. Cái bẫy này được hai con lươn với một con cá rô còn không nhỉ? Hết ui rồi. Ui, hết rồi các bạn ơi. Ui nhiều chưa? Ui con lươn sợ chưa? Ui 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 nó ngóc này. Ui 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 nó chạy này. Ui ui. Rồi để mình đi xem có bẫy khác xem nào. Ui dồi ôi nhiều thế. Ui dồi ôi. Ô con gì đây? Con gì đây nè các bạn? Con nằm mà ngửa đây này. Đây này. Hình như là con hải cẩu bạn ạ. À, con này bẩn quá, để mình rửa đi xem nào. Đâu ra nó vậy đấy cậu. Ui ôi, ôi đúng rồi, đây là một con hải cẩu này. Ui hai cái răng của nó này trắng chưa, dài chưa. Ui con hải cẩu, hải cẩu chắc là một ruộng nhà mình nhỉ. Ơ thôi kệ, bỏ nó vào xô đi. Ui để mình bỏ vào xô để mình bắt tiếp cái bẫy kia của mình nhá. Đây này, bẫy của mình đây này. Ô ở đây có một cái kẹo nữa các bạn ơi. Đây này, ở gần bẫy của mình có một cái kẹo. Kẹo gì đây? Ui con cua bò, con cua bò mất rồi. Đây 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 đây, bắt nó vào đi. Đây, ui ủa nó rơi hai càng cắp mình này. Ui ủa ui. Ui 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 đây mình bắt được nó rồi. Sợ chưa, con cua sợ chưa, nó định bỏ chạy đấy các bạn ạ. Ui rồi ôi, đây mình bắt được nó rồi. Rồi đây để mình lấy cái bẫy của mình lên nhá. Đây mình bỏ cái kẹo của mình vào đây này.
Đấy, mình lấy cái bẫy của mình lên. Ui dồi ôi, bẫy lại nặng quá. Không biết có nước, à toàn nước này. Không biết bên trong có gì không. Đâu để mình thử. Mang lên đây mình đổ ra xem nào. Ui dồi ôi, nhiều chưa các bạn ơi. Ồ thôi, mất một con lươn đâu rồi. Một con lươn bỏ đi đâu rồi. Một con lươn bỏ mất rồi các bạn ơi. Từ từ đợi tí mình lấy cái xô mình đổ vào không nó lại chạy hết. Ui dồi ôi, đây. Mình cho con lươn, mình cho con lươn của mình vào đây nhá. Ui dồi ôi, con lươn kia nó chạy mất rồi các bạn ơi. Phí chưa, mất một con lươn rồi, con cua định bò tiếp này. Đấy. Đây mình cho cả con cá này vào nữa nhá. Cho cùng bơi cùng các con cá này nhá. Đây mình xem còn, bên này còn con gì nữa không nào. Ui dồi ôi, chặt thế. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, mình thấy con gì. Ui, đây này. Ui, mình không nhìn thấy cậu ạ. Ui, đây, đây mình đổ ra nhá. Con gì. Ui dồi ôi. Một con cá gì nữa. Ui dồi ôi, một con cá chê. Mình nhìn thấy đầu đó nhiều vây sợ quá. Trong này còn con gì nữa không. Ui, lại một con ốc này. Ô, nằm ốc chưa. Ui, một con cá chê. Wow, một con cá chê này. Wow, mình thả cùng bọn này nhá. Ui dồi ôi, nó dẫy này. Đấy, một con cá chê nhá. Ui dồi ôi, để mình lên xem mình còn một cái bẫy nữa các bạn ạ. Để mình lên bắt nốt cái bẫy kia nhá. Các bạn thấy nhiều cá, nhiều cua chưa. Đây này, đấy, để mình lên bắt nốt cái bẫy nữa xem nào. Wow, ở đây có con gì này bạn này. Đây này. Con sao biển. Ừ, đúng rồi, một con sao biển này. Một con sao biển này. Ui dồi ôi, con sao biển này ở bờ ruộng nhà mình này. Sao con sao biển không ở biển nhá. Đây, mình đặt vào đây nhá. Ui, nhiều ốc chưa này. Đây rồi, cái bẫy của mình này. Bẫy cuối của mình như này. Thấy chưa, nó nằm chìm sâu dưới nước này. Bẫy này mình chắc chắn là sẽ có nhiều tôm, nhiều cá các thứ đây. Nhặt xem nào. Ui, mình dốc hết nước đi đã nhá. Ui, nhiều nước quá. Ui, mình sóc thử. À, trong này có, bạn ơi. Trong này chắc chắn nặng lắm. Ui dồi ôi, đâu để mình xem nào. Đây này. Ui dồi ôi. Ui dồi, trong này có cua bạn ơi. Mình thấy con cua rồi. Đây để mình gõ ra nhá. Nào. Ra nào, ra nào, ra nào, ra nào, ra nào. Ui ha, một con cá các bạn ơi. Lại một con cá rô này. Ui, lại một con cá rô nữa này. Nào, xem còn con gì nữa không. Ui dồi ôi. À, một con cua. Ui, lại một con cá rô. Đây, 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 nó chưa chịu ra. Đây, đây, đây rồi. Lại một con cá rô này các bạn này. Ui dồi ôi. Hai con cá rô, một con cua. Ui dồi, còn không. Để mình gõ xem nào. Ui, mình nhìn thấy trong này hình như vẫn còn một con cua hay sao các bạn ạ. Đâu, để mình rũ ra xem nào. Wow, vẫn còn một con cua thật các bạn ơi. Đây này. Một con cua còn đang cắp ấy. Đây, hết rồi, hết rồi. Ui dồi ôi, các bạn thấy chưa. Nhiều cua, nhiều cá chưa. Hai con cá rô này, mình thả hai con cá rô vào đây nhá. Ui dồi ôi, đây này. Nhiều cá chưa, mình sẽ bỏ riêng cá ra này. Đây, đây là con cá voi này. Đấy, mình bỏ riêng cá ra nhá. Đây con cá mập này, ui dồi ôi. Nhiều cá, nhiều cua chưa các bạn ơi. Ui dồi ôi, mình mang về mình thả, mình nuôi thôi. Thôi đi về rồi các bạn ơi.